Tập 8. Chúng ta là chiến hữu kề vai chiến đấu. Dạ. Nhớ kỹ lời thề của cậu. Dạ. Bởi do tính chất công việc của cậu, đồng phục cảnh sát này tôi sẽ bảo quản cho cậu đến ngày cậu về đội. Hiểu rồi. Tôi có thể mặc bộ đồ này chụp ảnh chung với ảnh của ba mẹ và thầy tôi không? Được chứ? Nào. Nhưng mà ảnh cũng phải tạm để chúng tôi bảo quản. Hiểu rồi. Xét từ góc độ cá nhân, tôi không muốn tin là cậu ấy làm. Nhưng mà chúng ta là cảnh sát, là người chấp pháp. Căn cứ duy nhất để phán đoán một người có phạm tội hay không là chứng cứ, mà phải là chứng cứ hữu hiệu. Con dao dễ tìm ra như vậy. Tôi biết, trước khi có kết luận thì hãy kiềm lại tình cảm cá nhân của cậu. Dạ. Ghi chép kỹ vào. Anh nói đi. Sao lại đánh nhau? Alo, đội trưởng Trương. Đội trưởng Hùng. 20 phút trước tôi nhận được điện thoại từ đội trưởng Dương Hiểu Lôi bên anh, đưa người tới chi viện. Đến rồi lại không thấy đội trưởng Dương. Điện thoại cũng tắt máy. Tôi cũng không biết có chuyện gì. Cái gì? Điện thoại tắt máy sao? Cảm ơn đội trưởng Trương. Phiền anh tiếp tục thu xếp tìm kiếm. Dạ được. Em sắp xếp Hiểu Lôi gọi điện cho Trương Quốc Khánh xin chi viện. Nhưng mà giờ lại không thấy người đâu. Cam Thiên Lôi đi cùng cô ấy sao? Cậu đi sắp xếp, tự mình đưa người đi, tăng mức độ tìm kiếm, phải tìm được hai người họ về. Hiểu rồi. Tình hình Tiểu Noãn thế nào rồi? Mã Liệt đang trông con bé. Tôi nói với cậu biết, Cam Thiên Lôi là Cam Thiên Lôi, Tiểu Noãn là Tiểu Noãn, phải chăm sóc tốt cho con bé. Dạ hiểu. Cục trưởng Thai, có chuyện này tôi xin báo cáo với bác. Dạo này đội có nhiều vụ án quá. Việc học tập ở trường đảng lần này bác xem. Tôi không đi nữa. Cậu tưởng tới trường đảng học ai muốn đi là đi được sao? Cái này phải được đảng ủy nghiên cứu quyết định. Đây là chuyện tốt mà. Ngoài ra bao nhiêu năm nay cậu luôn chiến đấu ở tuyến đầu, giờ cậu đi nạp điện không tốt cho cậu sao? Nhưng mà đội như cái gì? Vậy chuyện sau này cậu cần tôi nói sao? Được, cục trưởng Thay, tôi hiểu rồi. Lý Khắc, cảnh sát đội tuần tra cục cảnh sát thành phố Cám Đô. Anh Đô à, anh đừng có buồn thảm nữa được không? Em nói anh nghe, ông chủ mà trách tội cũng không trách hai chúng ta được. Tụi mình cứ bảo là anh què nhất thời kích động, hai chúng ta không cản được, đúng không? Giả lại, anh coi thằng này xuống tay cũng ác thật. Giờ em vẫn thấy đau này. Tụi mình mà còn giữ lại nó là quả khôn lường. Tôi ra tay tôi gánh tội. Đợi máu trả bằng máu. Hai người cứ xem như giúp tôi vụ này đi. Được rồi, đừng cãi nữa. Để tao nghĩ xem. 让我想想。
Sơ chào, kiểm tra theo lệ, sơ phối hợp. Căn cước bằng lái gà vẹt, cho tôi xem với. Sao chạy nhanh vậy? Đồng chí cảnh sát, tôi không lái nhanh, tốc độ bình thường mà. Thùng xe chứ gì? Không có gì, xe trống. Xe trống sao? Đúng. Mở ra tôi xem. Anh nói là xe trống mà. Chúng tôi là công nhân bốc dỡ hàng. Công nhân bốc dỡ hàng. Sao mặt lại bị thương? À, thì hôm nay tôi cãi nhau với anh ta, rồi thì chúng tôi đánh nhau, sau đó thành ra như vậy. Đúng vậy. Anh cảnh sát, chúng tôi là người của công ty vận tải, nhân chứng nhân, vừa dỡ hàng xong. Dỡ hàng gì? Dỡ ở đâu? Người nhận là ai? Đừng nghĩ, nói luôn đi. Chợ táo, đem xuống chợ đầu mối Phi Long. Người nhận hàng là Tiểu Kim Tử. Cho tôi số điện thoại 8921457. Alo, ai vậy? Chúng tôi là phòng quản lý vận tải thị trường. Khi nãy nhập kho xảy ra chút vấn đề, muốn xác nhận lại với anh. Vừa rồi có phải có công ty vận tải Ban Đạt đem lô khoai tây qua chỗ anh không? Các người nhầm rồi, không phải Ban Đạt, mà là nhân chứng nhân. Cũng không phải khoai tây, mà là táo. Chúng tôi bán hoa quả. Được được, cảm ơn, làm phiền anh rồi. Được, không có chuyện gì nữa. Cảm ơn đã phối hợp. Tiếng gì vậy? Tôi vừa lấy nước, rồi thì chai đổ, nên phát ra tiếng. Tất cả cảnh sát, bao qua chi viện, xảy ra sự cố giao thông. Rõ. Tối rồi, chạy chậm thôi. Dạ được. Đi thôi. Rõ. Ôi trời ơi, anh ơi, anh như thánh vậy. Đầu nhảy số nhanh thật, phản ứng nhanh quá trời, làm em hú hồn. Hẳn rồi chứ sao nữa. Lần này ông chủ đã đặt sẵn ám hiệu với tao, phòng khi cần. Không có gì phải lo hết. Anh đô, đại ca còn ám hiệu khác không? Chúng ta trao đổi với nhau, lỡ đâu là gặp cảnh sát thì dễ bề ứng phó. Tụi bay nghĩ anh ấy là Gia Cát Lượng, có ba túi gắm kế hay chắc. Hết rồi. Buôn hoa quả cũng kiếm được bộn tiền đó. Sao không nghe máy báo với tao? Bọn thằng Đô bị lộ, gặp phải cướp rồi. Đó là ám hiệu giao hẹn trước. Nhanh trí thật. Sao lại làm ra được vụ ở nhà tắm? Cái đám anh em đó, cái gì cũng tốt. Mỗi tội ai khiêu không đủ xài,
nhất là thằng Hai Liều, con người thì trọng nghĩa khí, nhưng mà lại thiếu suy nghĩ, tức lên là ai cũng đánh. Vậy sao? Sếp, lần này tại em, thuộc hạ của em, em chịu trách nhiệm. Cái tay này em vừa tiêm uống dán, tay này để cho anh xả giận. Thôi bỏ đi. May mà không có chuyện gì lớn. Chuyện này cũng không thể trách mày hết được. Nhưng mà lời ta chỉ nói một lần thôi, cùng một lỗi mày không thể phạm phải hai lần. Sếp bà, em đảm bảo đây là lần cuối. Vậy thì tốt. Nào, sếp bà, chỗ này cũng được phết. Em nghe nói món Phật dễ tường ở Quang Hải Cư rất nổi tiếng. Em đưa anh đi ăn. Chỗ đó ta biết. Tầng 39, nhà hàng xoay. Không cần đâu. Mày không nghề ngỗng, còn ta là biên kịch quèn. Mày có chỗ này, khung cảnh ở đây mày chưa dự ý nữa sao? Tốt lắm mà. Với lại, ở đó lỡ mà có chuyện gì, Phật nhảy tường được, mày nhảy được không? Ở đây tốt xấu gì nhảy xong, biết đâu còn có hy vọng. Anh Đô, lát nữa mà gặp cảnh sát tiếp, tụi mình dắt theo hai đứa này thì làm sao? Hai đứa này làm sao đây? Anh à, hay tụi mình tới núi Lâm Tú ở phía nam, đồng không mông quạnh, tha hồ chuyển hay dứt. Cứ làm vậy đi. Dạ. Tới núi Lâm Tú mau lên. Sao rồi Đông Tử, tìm được chưa? Sim điện thoại của đội trưởng Dương bị rút ra rồi, không thể định vị. Chúng tôi đang kiểm tra CCTV, theo dõi sát sao, kiểm tra tiếp đi. Yên tâm. Hiểu gì? Triệu tập tất cả người có thể điều động ở đội, lập tức tập hợp ở dưới lầu, chuẩn bị xuất phát. Được. Chào, vị trưởng Trương. Muộn vậy rồi vẫn chưa nghỉ sao? Chiều nay tôi định gọi cho cậu, nhưng bà có ca phẫu thuật, bận quá lại quên mất. Có chuyện này, Cam Thiên Lôi hẹn buổi sáng tới kiểm tra phần đầu, chẳng những không thấy người đâu, mà điện thoại cũng không gọi được. Cả cảnh sát Dương cũng không gọi được nốt. Hai người họ đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Cái gì? Cậu ấy là bệnh nhân, chấp hành nhiệm vụ cái gì? Là như vậy. Chuyện của Cam Thiên Lôi kể ra rất dài, là tình huống đột xuất, làm bậy. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì trước hết cậu ấy cũng là bệnh nhân có chấn thương về tinh thần. Lúc bình thường cậu ấy sẽ như người bình thường. Vậy nhưng trạng thái không hề ổn định, xảy ra vấn đề, ai chịu trách nhiệm đây? Không nghiêm trọng vậy chứ. Cậu đã đưa người tới chỗ tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy. Nói thật cậu biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Sáng nay đã có kết quả kiểm tra của cậu ấy, không tốt một chút nào. Thứ nhất, nếu như Cam Thiên Lôi chịu kích thích liên tục, rất có thể sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho tinh thần và trí nhớ của cậu ấy. Thứ hai, do ký ức của cậu ấy ở dạng mảnh vụn, một khi gặp nguy hiểm thì trong tiềm thức cậu ấy sẽ mở cơ chế bảo vệ bản thân dễ hơn người khác, rất dễ ghép mảnh ký ức trong ký thức và hiện thực một cách nhanh chóng, tạo nên một ký ức sai lệch, tự tạo một hệ lucid. Trong trạng thái như vậy, một khi xảy ra xung đột mạnh là hậu quả khôn lường. Được, tôi sẽ đưa anh ấy về ngay. Cũng mong cậu báo lại cho cục trưởng thai tầm nghiêm trọng của vấn đề, để ông ấy hiểu
Chữa bệnh không phải là việc của mình bác sĩ mà còn là sự phối hợp của mọi người. Dạ được, tôi biết rồi. Cảm ơn vị trưởng Trương. Dỡ hàng gì? Dỡ ở đâu? Người nhận là ai? Chợ táo, đem xuống chợ đầu mối Phi Long. Người nhận hàng là Tiểu Kim Tử. Cảnh sát tuần tra 011573 gọi tổng bộ, xin được hỗ trợ điều tra một chiếc xe hàng. Biển số là Cám A2C220. Thấy chưa, gọt một đường liền, không đứt. Hồi lớp 10 em bệnh, nằm viện. Đã hứa với anh một điều kiện, bảo là nếu như anh gọt táo trong một nhát dao mà không đứt vỏ, thì sẽ đồng ý với một yêu cầu của anh. Giờ anh làm được rồi. Tiểu Đoạn, anh muốn em tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi. Anh thực sự không biết ngoài concert thì còn file meeting. Anh mà biết thì sớm sắp xếp xong xuôi. Em không đi tìm Dương Tiểu Ngọc thì mấy con người tạp nham đó chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Xin lỗi. Sở trưởng Dương, không có khả năng nào khác sao? Không. Cục trưởng Thai, chúng tôi tìm thấy lông tóc trên người nạn nhân, đối chiếu ADN ngay trong đêm, xác nhận đi xác nhận lại thì vẫn là của cậu ấy. Mã Liên, Mã Liên à, sao vậy? Chi đội trưởng Hùng, bên trong có vết tích ẩu đả, nhiều người đánh một người. Đồng tử, liên hệ ngay, xem thử quanh đây tìm được camera không. Mục tiêu chắc là một chiếc xe thùng. Những người còn lại theo tôi. Dạ hiểu rồi, đi. Tiểu Đoán à, Tiểu Đoán, em thấy sao rồi? Nước. Em muốn nước. Nước, muốn uống nước phải không? Nước. Nước có ngay đây. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi.
Đợi đã, đợi đã. Đợi đã, đợi đã Liêu. Người sắp chết rồi, cho người ta cơ hội được nói đi. Anh à, ai cũng nhân đạo thật. Mau nói đi. Có thể cho tôi nhìn anh ấy thêm một lần không? Như vậy hợp lý không? Tất nhiên là không rồi. Nè anh, không phải là không hợp lý sao? Người chết rồi, lỡ như thành ma quán hận tới tìm chúng ta thì làm sao? Thời buổi này thỉnh thuật sĩ giang hồ đắt lắm, với lại toàn là lừa đảo không thôi. Được rồi, có gì nói mau đi. Xin lỗi Thiên Lôi, không thể bảo vệ được anh. Chẳng phải anh hứa nấu cơm cho tôi 3 ngày liền sao? Lại bùng nữa rồi. Tám năm trước anh đã như vậy, bây giờ anh lại ăn gian nữa. Thật không biết kiếp trước tôi nợ gì anh. Kiếp này chết cũng chết chung chỗ với anh. Đủ rồi đó, có gì xuống dưới mà nói thêm. Vốn là định bắt đầu lại, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Liêu, nghỉ một lát đi. Tự động à? Có tin gì vui? Thằng cháu mình, thằng cháu mình làm đó. Lần này chúng ta vội quá, chúng ta còn rất nhiều trò chưa dùng với Cam Thiên Lôi. Cho hắn chết sớm như vậy thì hơi hời cho hắn. Nhưng mà anh Trễ, chúng ta xem như đã lập công đầu, sau này người nắm giữ nhà họ Đàm chính là anh rồi. Tự động, hai chúng ta, cả hai chúng ta. Tự động, ý cậu đưa ra hay quá. Cảnh sát mà có tra ra thì cũng phải tra người bên gia sơ. Chúng ta né được tầm mắt của cảnh sát một bên hoàn hảo. Anh Trễ phục cậu, phục hoàn toàn. Lấy nội tạng heo để chuyển hàng, sao mà cậu nghĩ ra được? Thì bữa đó ăn lẩu nghĩ ra. Chị em không gọi về à? Gọi rồi. Nói gì? Tối qua có gọi nữa, hỏi khi nào tôi về. Đàm gia, Đàm gia, anh Trần, anh em đã quen tay rồi. Giờ bình quân mỗi ngày lượng hàng chúng ta vận chuyển đều là con số này. Nhà gửi tin tới, tiếp đây sẽ là một lô hàng. Mấy chỗ như thế này, sau này tìm thêm vài cái. Còn nữa, tìm thêm nhân lực,
Chúng ta không những phải nhận hàng mà còn phát tán hàng nữa. Ngoài ra, phải tìm một công ty vận chuyển đàng hoàng, khóa cây giỏ ngoài sạch sẽ mới dễ tìm việc. Anh à, em quen toàn chỗ không đàng hoàng thôi. Chỗ đàng hoàng em đâu có biết. Thật mà anh, em thực sự không biết. Động não đi. Động não? Sao anh không tự động não đi chứ? Thiệt tình. Hiểu Lôi, Hiểu Lôi tỉnh lại đi. Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, không được chết, nghe thấy chưa? Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, Dương Hiểu Lôi. Không sao chứ? Thiệt Lôi, anh không sao chứ? Không sao. Xin lỗi, là tôi liên lụy cô. Không sao là tốt. Điện thoại này, gọi cho anh Hùng, bảo anh ấy đặt trạm gác chặn. Anh đừng đi, đừng đi. Nghe tôi nói, Hàng không thể để mất được. Đó là lời cam đoan của tôi. Anh phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, ở trong núi sẽ không nhanh bằng người được. Cô chú ý an toàn. Cẩn thận. Ba ruột em, anh lái chậm thôi. Chậm cái gì mà chậm, sắp mất mạng cả đây rồi. Ta bảo không được giết mà cứ đòi giết. Đó, giết đi. Ông chủ mà biết, chắc chắn sẽ giết chúng ta. Thầy bói nói năm nay em gặp cái hạn. Em đoán là nói về cái vụ này. Để về tao cũng đi coi. Bói chuẩn quá rồi.
Alo, Hiểu Lôi, em sao rồi? Tôi không sao. Người của phân cục Lâm Tú đã đến rồi. Bọn anh vừa tới chân núi Lâm Tú, đang lắp trạm chậm với cảnh sát Lâm Tú. Em mau tới bệnh viện kiểm tra đi. Anh Hùng, Thiên Lôi đuổi theo bọn họ rồi. Anh phải đưa anh ấy về, phải đưa về an toàn. Yên tâm đi, anh nhất định đưa anh ấy về. Cúp trước đây. Xe đến rồi, mọi người cảnh giới. Anh Đà làm sao đây? Đừng nổ súng, trên xe có người của mình. Cẩn thận. Em không sao anh ơi. Anh ơi, anh chảy máu kìa. Cứu mạng. Cứu giới. Người đâu? Cứu giới. Đâu? Mọi người đừng qua đây. Với đội trưởng Hùng, Thi Lôi, xe sắp đổ rồi. Đưa tay cho tôi. Qua đây. Anh, mau đi đi. Đi. Thiên Lôi, sắp nổ rồi. Đi. Dập lửa, tìm bình chữa cháy dập lửa. Chị đội trưởng Hùng không sao chứ? Không sao, đưa hai người họ đi viện đi. Đi. Đi nào. Nào, người anh em. Chị đội trưởng Hùng. Phải rồi. Tiểu Loan sao rồi? Anh còn dám hỏi Tiểu Loan? Tiểu Loan bớt làm người ta phải lo hơn anh nhiều. Yên tâm đi, Mã Liệt trong con bé rồi. Không sao. Cả cậu nữa. Nhóc con cậu là phim Mỹ quá đúng không? Dám lấy xe cảnh sát đâm xe hàng, cậu không cần bạn nữa sao? Tôi cũng không muốn đâm nó đâu. Ai ngờ nó tự lật. Giờ sợ rồi phải không? Hơi sợ. Khi đó tôi cũng không lo nhiều như vậy, chỉ muốn cản lại. Thấy chưa? Y hệt anh năm đó. Thứ hai tuần sau, tới chi đội phòng chống ma túy trình diễn. Dạ.
Tư liệu camera giám sát chúng tôi đang nắm giữ cho thấy, trong khoảng thời gian Dương Tiểu Ngọc bị giết, Cam Thiên Lôi ở trong điểm mù camera. Cam Thiên Lôi rời nhà lúc 7 giờ 53 phút sáng, về nhà lúc 7 giờ 44 phút. Mà thời gian tử vong của Dương Tiểu Ngọc là trong khoảng từ 7 giờ tới 9 giờ, nên chúng tôi không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm của Cam Thiên Lôi. Giả lại, video Cam Thiên Lôi về nhà cho thấy anh ấy vừa vận động mạnh. Tình nghi giết người Thái Vũ Phong, đây là người khi đó anh vỗ ngực dùng tuổi đảng đảm bảo với tôi sao? Anh biết hậu quả chuyện này không? Tôi cho anh biết, chuyện này cho dù dính dáng đến ai thì cũng phải điều tra đến cùng cho tôi. Cam Thiên Lôi, vụ án tra tấn giết hại Dương Tiểu Ngọc, anh có hiềm nghi rất lớn thì sao phải tạm giam hình sự theo pháp luật? Tôi sao? Đội trưởng Mã, không cần đâu. Thiên Lôi, đứng im, mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh đi Thiên Lôi, bỏ súng xuống. Tôi không giết người, bỏ súng xuống. Tôi không có giết người. Bỏ súng xuống đi, tôi nói là tôi không giết người. Thiên Lôi, anh phải bình tĩnh lại. Bị quan có thể kêu quan, nhưng mà còn cứng đầu như vậy là sẽ thành chứng cứ bắt giữ. Tin tôi đi. Xin lỗi người anh em. Tôi thực sự không có giết người. Tôi biết chứ. Tin tôi. Tôi sẽ điều tra rõ. Cục trưởng Thai, chúng tôi đưa người đến rồi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Cục trưởng Thai, chuyện này không được phù hợp quy định cho lắm. Ngồi đi. Tôi biết là cậu có lời muốn nói. Tôi đã không còn gì để nói. Còng đã đeo rồi. Bây giờ tôi chỉ có nước chờ bị bắn chết, rồi thì phiền cục trưởng Hai chăm sóc con gái tôi. Muốn nói gì thì nói đó đi. Uất ức phải không? Tôi không thấy uất ức. Tôi có gì mà uất ức chứ? Vợ tôi là kẻ giết người, tôi có tư cách gì để uất ức? Dù cho có uất ức thì cũng có ai quan tâm đâu.